Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa gia đình, người thân, người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Năm mới xuân về, truyền thống chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, ông bà, cha mẹ, người thân là nét đẹp văn nhân đối với người cao tuổi, là đại nghĩa của gia đình, con cháu đối với ông bà, cha mẹ của mình. Bác Hồ Kính Yêu lúc sinh thời khi người gửi thư cho các vua lão năm 1941 cũng nói rằng kính lão trọng thọ là truyền thống của người Việt Nam. Các vua lão Việt Nam lão già nhưng không ngăn chi, lão nay nhưng không tại tần, không tại tần. Người cao niên là tinh hoa trí tuệ của con cháu và của quốc gia. Ở nước ta, xã hội càng văn minh, hưng thịnh, đời sống tinh thần, vật chất càng tăng, thì lễ mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi luôn được nhà nước và các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể, gia đình, con cháu quan tâm sâu sắc. Đó cũng là sự tôn vinh, tri ân người cao tuổi và thể hiện truyền thống kính lão trọng thọ của người Việt Nam. Thực hiện điều 21 luật người cao tuổi Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường, Ban Thường vụ của phường thực sự đồng ý và chỉ đạo của cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố. Hôm nay chính quyền tổ dân phố An Đông cùng với chi hội người cao tuổi tổ dân phố tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi có tuổi tròn theo quy định của luật người cao tuổi, nhằm thể hiện sự tôn vinh người cao niên và động viên các cụ thọ tăng thêm thọ, xuân càng thêm xuân, bách niên giai lão, để tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống lợi ích cho gia đình và xã hội, thể hiện truyền thống kính lão trọng thọ của cán bộ và nhân dân tổ dân phố đối với người cao tuổi. Về dự buổi chúc thọ mừng thọ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và chào đón các cụ, các ông bà được chúc thọ, mừng thọ về dự đông đủ, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu phường có đồng chí Trần Ngọc Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Hiến Nam. Đồng chí Nam Anh Dũng, Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường. Ông Phạm Văn Quỳ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu tổ dân phố, đồng chí Lâm Văn Phượng, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố. Ông Trần Quốc Thịnh, Phó Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, cùng các ông bà trong cấp ủy chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, cán bộ, hội viên chi hội người cao tuổi, tổ dân phố An Đông, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các gia đình, con cháu, người thân của các cụ, các ông bà được chúc thọ, mừng thọ đã đến đông đủ, đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Thay mặt ban tổ chức chúc thọ, xin được kính chúc các cụ, các ông bà được chúc thọ, mừng thọ năm mới sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, có nhiều đóng góp cho gia đình và xã hội. Chúc các quý vị đại biểu cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cô ơi, cô nhìn cái này, cô ơi. Báo cáo với cụ là
Theo cái thông truyền thống hàng năm là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã đưa một họ là cụ từ 100 người trở lên. Thế thay mặt sân trưởng là một cụ 500 nghìn. Cá nhân quan đây, thiếu phụ trường. Cảm ơn. Nếu em đứng nhìn anh chụp ảnh luôn nhé. Em mới nhìn lên đây em ơi. Điểm trung thợ 5 tuổi. Một người chưa? Một người là đã Vũ Thị Thu, điểm trung thợ 8 tuổi, tên Vũ Thị Trường. Không, 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 thiên kinh chấp hành và chấp xin mời các ông được rút tọa để nói chuyện. Vâng, ông Trần Hữu Lợi, hai Trần Hữu Đăng, ba là Nguyễn Thị Cô, bốn Nguyễn Mạnh Thành, năm là Trần Hữu Thương, sáu là Nguyễn Đăng, bảy là Nguyễn Thị Thanh. Xin mời các bạn lên đây. Xin mời ông Ngân để đứng kênh của Tiến Trang Hoàng. Ông Duẩn này sắp xuống cho nó đẹp. Bà Phương bảo mặt lên nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng họ đời cao tuổi. Trong không khí của những ngày đầu xuân Quý Mão, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới, hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban chấp hành Hội người cao tuổi phường, chi ủy, chi bộ và chi hội người cao tuổi tổ dân phố An Vân tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người chính phủ của tổ dân phố. Được sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo phường về dự lễ mừng thọ chúc thọ các cụ tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90 và đặc biệt hai cụ 100 tuổi của tổ dân phố chúng ta. Nhân dịp xuân mới, thay mặt các đồng chí lãnh đạo phường xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc lễ mừng thọ chúc thọ của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các cụ, các ông và các bác, từ khi còn rất nhỏ, trẻ em Việt Nam đã được dạy phải vâng lời và hiếu kính với ông bà cha mẹ, phải kính trên nhường dưới, kính nhau trường thọ và câu ca hôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già, đi hỏi già về nhà hỏi trẻ và còn rất nhiều lời căn dặn khác. Tất cả đều thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tình cảm yêu thương và trách nhiệm đối với bậc cao niên, những người cao tuổi. Người Việt Nam chúng ta ai ai cũng biết, cũng tự hào về hội nghị Diên Hồng nơi ý chí sáng phát. Cùng các cụ cô đạo được vun đúc, được lan truyền, được nung nấu trong mọi người dân đặc biệt để bố ngựa của thế lực đã dày xéo nhiều mảnh đất châu Á và cả châu Âu. Phải hơn một lần thất bại ở đất nước ta để xã tắc hai bên trồn ngựa đá, non sông muôn thủ vững. Ông bà, để mãi tới bây giờ, cái tên Diên Hồng còn gìn giữ ấy trong mọi suy nghĩ và rất nhiều thời gian. Xin được thay mặt ban tổ chức cũng như thay mặt các cụ ông bà để chúc thọ mừng thọ của tổ dân đông cảm ơn đồng chí Trần Hữu Phú, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Việt Nam đã lên dự động viên và giao nhiệm vụ cho tổ dân phố trong việc chăm sóc người cao tuổi. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và tiếp tục có những đóng góp giúp đỡ của dân quan đông. Kính thưa các cụ, các ông bà lớn tuổi được chúc thọ mừng thọ. Kính thưa các quý vị đại biểu, một chúc thọ mừng thọ lớn tuổi dân quan đông đã thành công tốt đẹp trong không khí đầu xuân phấn khởi và đầy niềm tin. Tôi chúc thọ mừng thọ các đại biểu phường, tổ dân phố, đại diện đảng ủy, chính quyền toàn thể đến động viên và chung vui, có đầy đủ các cụ, ông bà, gia đình, người thân thể hiện sự quan tâm đến người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Thay mặt ban tổ chức buổi chúc thọ, xin được kính chúc các cụ, ông bà được chúc thọ mừng thọ năm mới sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục với nhiều đóng góp xây dựng gia đình và xã hội. Kính chúc các quý vị đại biểu cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin kết thúc buổi chúc thọ tại đây và xin kính mời các đại biểu, các trên, các ông bà cùng gia đình có nhu cầu chụp ảnh lưu niệm vui lạ để chúng ta tổ chức. Trên đất nước ta nói về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong thế kỷ 20, những vụ cố gắng tinh hóa bắn rơi máy bay và bao nhiêu thương người cao tuổi khác đã thầm lặng góp công góp cổ góp cả máu thịt cho chiến thắng và cho ngày thống nhất.
với những công hiến công lao của nhân dân, với nước, với con cháu, các cụ, các ông, các bà, các bác hoàn toàn xứng đáng được an nhàn, được tuổi già. Nhưng nhiều cụ, nhiều các ông, các bà, các bác vẫn không quản vất vả, vẫn còn lao động phát triển kinh tế xã hội, phụ giúp con cháu và tích cực tham gia công tác xã hội, khiến nhiều người còn trẻ còn khỏe phải học tập noi theo. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các đồng chí, trong kiện người dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của nước nhà. Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm, quan trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tôn vinh và phát huy của quý vô giá. Đấy bằng uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhớ lại ngay từ những ngày đầu đất nước mới giành độc lập, Bác Hồ kính yêu đã viết thư gửi các cụ lão và đã kêu gọi thành lập Cụm lão Vĩnh Quốc để cùng sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà. Cụ lão hô nhân dân hưởng ứng, cụ lão làm nhân dân làm theo. Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, hội người cao tuổi được thành lập nhằm tập hợp, chăm sóc, phát huy tốt hơn vốn quý giá ấy của dân tộc. Kế thừa truyền thống vẻ vang của Hội Phụ nữ Vĩnh Quốc, hội người cao tuổi đã đóng góp hết sức quan trọng, có thể nói không thể thiếu trong xây dựng pháp luật, chế độ, chính sách, phát triển kinh tế xã hội nói chung và chăm sóc phát huy người cao tuổi nói riêng. Hội đã bắt đầu vận động hội viên tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, từ những phong trào trực tiếp liên quan đến người cao tuổi như đem lại tấm áo hay là ánh sáng cho người cao tuổi. Còn nhiều những phong trào thi đua yêu nước nói chung như khuyến học, khuyến tài, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, công nghiệp văn minh, bảo vệ môi trường. Thông qua đó đã góp phần cổ vũ không chỉ người cao tuổi mà còn lan tỏa tới toàn xã hội khí thế tích cực tham gia xây dựng quê hương đất nước, làm giàu cho bản thân mình và đóng góp cho cộng đồng, và đặc biệt tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các đồng chí, quê hương chúng ta được hưng thịnh và trường tồn phát triển đến ngày hôm nay là nhờ công sinh thành và dạy bảo con cháu của các bậc cao niên. Từ thực tiễn và giá trị tốt đẹp đó, hướng độ xuân về, con cháu, dòng họ, người thân trong gia đình lại tổ chức mừng thọ, chúc thọ bậc cao niên để thể hiện sự tôn vinh và tri ân đối với thế hệ người cao tuổi. Nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023, mừng Việt Nam chúng ta có 143 cụ được chúc thọ mừng thọ, trong đó tổ dân phố An Lâm có 19 cụ. Đây là niềm tự hào và vinh dự của Đảng bộ, nhân dân phường Kiến An nói chung và mỗi gia đình, mỗi khu dân cư nói riêng. Đối với các cụ được chúc thọ mừng thọ hôm nay là ngày hội lớn của các bậc cao niên và cũng là món quà vô cùng to lớn nhằm khích lệ các cụ sống đàng hoàng, hạnh phúc bên gia đình và con cháu, để các cụ tiếp tục cống hiến trí tuệ tham gia đóng góp dạy bảo con cháu, xây dựng gia đình là tế bào tốt của xã hội, để gia đình thực sự là nơi duy trì văn hóa tốt đẹp của ông cha ta để lại. Đảng ủy người phụ trách xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và khu dân cư ngày càng tốt hơn. Kính thưa các cụ, cao niên, thưa các vị đại biểu, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi phường xin chúc mừng các cụ trong những năm qua, các cụ, các ông, các bà, các bác đã đóng góp công sức, trí tuệ dạy bảo con cháu luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tham gia đóng góp đầy đủ các nhiệm vụ công dân, góp phần xây dựng phường phát triển mạnh về kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường càng ngày càng sáng sạch đẹp. Trong thời gian tới, tôi đề nghị tổ dân phố và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống kính nhau trọng họ của người Việt Nam, quan tâm toàn diện đến người cao tuổi hơn nữa,
đặc biệt quan tâm xây dựng quỹ chăm sóc phát huy người cao tuổi, tạo mọi điều kiện để các đồng cao niên sống vui, sống khỏe. Đối với các cụ, tiếp tục phát huy vai trò tuổi cao gương sáng và luôn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng khu đất dân cư An Đông ngày càng phát triển, coi đó xây dựng vùng Việt Nam mạnh về kinh tế, tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đúng như lời Bác Hồ đã nói, tuổi già nhưng trí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh. Một lần nữa xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các bác, các vị đại biểu một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được thay mặt ban tổ chức, như thay mặt các cụ, ông bà, để chúc thọ, mừng thọ của thủ đô Đông, cảm ơn ghi nhận của chú ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam của Việt Nam đã lên dự động viên và giao nhiệm vụ cho tổ dân phố trong việc chăm sóc người cao tuổi. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin chúc đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và tiếp tục có những đóng góp giúp đỡ tổ dân phố An Đông. Kính thưa các cụ, các ông bà lớn tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Kính thưa các quý vị đại biểu, một chúc thọ mừng thọ lớn tuổi của tổ dân phố An Đông đã thành công tốt đẹp trong không khí đầu xuân phấn khởi và đầy niềm tin. Một chúc thọ mừng thọ các đại biểu phường, tổ dân phố, đại diện đảng ủy, chính quyền toàn thể đến động viên và chung vui. Có đầy đủ các cụ, ông bà, gia đình, người thân thể hiện sự quan tâm đến người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Thay mặt ban tổ chức buổi chúc thọ, xin được kính chúc các cụ, ông bà được chúc thọ, mừng thọ năm mới, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục với nhiều đóng góp xây dựng gia đình và xã hội. Kính chúc các quý vị đại biểu cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin kết thúc buổi chúc thọ tại đây và xin kính mời các đại biểu, các trên và các bà của gia đình có nhu cầu chụp ảnh lưu niệm vui lại để chúng ta tổ chức.